Em xin giới thiệu, đây là máy cưa cắt tỉa bonsai đến từ thương hiệu Makita, hàng nội địa Nhật, sử dụng nguồn điện 100V nha. Dây rất rất là dài nha, dây nó dài tận 8m lận á, kéo khắp nơi. Trời ơi, em lỡ bấm trúng cái công tắc rồi. Đây, lưỡi cưa rất là khỏe nha, mình có thể cắt hàng rào, tạo cảnh bonsai. Nhà các bác mà có cây cối nhiều mà muốn cắt cho gọn gàng cái hàng rào mà theo tạo kiểu á thì mua cái cây này. Thứ nhất á là nó sẽ cắt được những cái cành xung quanh mà nó phúng ra. Cái thứ hai á, nó tỉa lá cho gọn lại. Bây giờ mình cùng xem thông số trên máy này. Makita, model là MUH3501. Công suất của máy là 320W, sử dụng nguồn điện 100V. Ở đây nó có cái chắn bảo vệ luôn nha. Mình cắt lá, cắt cành, cắt tỉa rồi đó, nó không có văng vô cái người của mình nha. Nhịp cắt là 1700 lần trên 1 phút. Còn cách sử dụng đơn giản lắm, cắm vào điện 100V, dây dài 8m lận tha hồ mà kéo khắp nơi nha. Sau đó mình bấm công tắc, lưỡi cưa cắt rất là khỏe, máy còn rất rất là đẹp và mới nha. Hàng bãi xịn sò. Lưỡi cưa này dài 40cm, tức là 4 tấc. Toàn thân của máy với lưỡi cưa là dài 66cm nha. Đây, còn rất là đẹp và mới nha. Giá bán thì rất là rẻ, chỉ có vài trăm ngàn thôi mà đã sở hữu được một cái máy cưa cắt tỉa, dùng để cắt dọn hàng rào, cắt tỉa cây cảnh bonsai, tạo kiểu, tạo hình, cắt lá, cắt cành. Mà giá thì tương đối rất là mềm, phù hợp với nhu cầu và túi tiền. Chỉ cần ghim điện vào là mình sử dụng ok. Nó có đảo chiều được luôn nè, mình nó giống như một cái cây khoan vậy, mình có thể đảo chiều qua lại được luôn nha. Hàng bán ra bao nguyên bản nguyên zin, bao hoạt động ok nha. Em đã test thử cho mình xem rồi, chỉ cần ghim điện nhấn nút là xong rồi. Mua hàng thì vui lòng liên hệ 0931 008 099 để em tư vấn và chốt hàng. Địa chỉ bên cửa hàng em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc qua bưu điện. Vui lòng chuyển khoản đủ giúp em, sau đó cho em xin địa chỉ, em sẽ bao luôn phí ship tận nơi. Khi các bác nhận hàng không cần thanh toán theo bất kỳ chi phí gì nữa. Bây giờ em xin kết thúc clip nha. Mua hàng cứ gọi trực tiếp hoặc là vào Zalo để em chốt hàng và tư vấn cho mình. Cảm ơn các bác đã ủng hộ kênh YouTube Thiên Nguyễn trong thời gian qua.